Hi guys, welcome back to Core Vocabulary for IELTS. Today, our topic is draw on your strength. Hãy dựa vào điểm mạnh của mình. Vậy thì cụ thể điều tôi muốn nói với các bạn trong video này là gì? Now, as we enter the IELTS test, for each of us has something very strong about ourselves. Mỗi người chúng ta đi thi IELTS đều có một cái thế mạnh riêng. Ví dụ như mình có thế mạnh về ngữ pháp, thế mạnh về từ vựng, thế mạnh về nói viết gì đấy. Thì mình cứ dựa vào thế mạnh của mình thôi. Và đặc biệt là liên quan đến chuyện từ vựng, thì bạn hãy dùng những cái gì mà bạn mạnh, cái gì mà bạn chắc và bạn giỏi thì bạn hãy dùng. Không chắc thì đừng dùng, bởi vì không chắc mà dùng chắc chắn là sai. Dạ thôi. Cần phân biệt giữa speaking and writing. Now the problem is, if you're very good at writing, okay, you write well, and you can speak in the same way as you write, and that's good. If you're very good at speaking, then you can write in the same way as you speak. That's perfect. Cái ý đồ ở đây là gì ạ? Nếu như bạn rất là giỏi văn viết, thì đương nhiên điểm viết của bạn nó sẽ tốt. Và nếu như bạn nói như bạn viết, thì điểm nói của bạn nó cũng sẽ tốt thôi, bởi vì bố cục nó rõ. Nếu như bạn giỏi nói thì điểm nói bạn tốt, và bạn có thể viết y như là bạn nói, điểm viết của bạn nó vẫn sẽ tốt thôi. Cái chuyện mà bạn không nên làm ấy, là nếu như mà bạn giỏi nói mà bạn không giỏi viết, mà bạn cố gắng viết một cách khác những gì bạn nói, thì lúc này bạn sẽ bị tình trạng đó là you're forcing yourself too hard. Tình trạng đó là mình do things that we are not sure about. Là có chuyện mình không chắc. Và lúc này thì chỉ có hại mà không thể có lợi. You get what I mean? Whatever you're strong at, use that thing. Cái ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cái gì như nào nó cũng là ngôn ngữ cả. Thực ra không có cái sự phân biệt rõ ràng là nói lúc nào cũng phải thế này, viết lúc nào cũng phải thế này. Chẳng qua là nó có một số đặc tính nhất định mà chúng ta nhận thấy khi mình nghiên cứu thôi. Chứ thế mạnh của bạn là cái gì thì bạn cứ dùng thế mạnh đó. You can do two tests in the same way. Is that right? Chẳng hạn như là với cái câu trả lời này, what is wrong? Theo bạn thì cái sai nó nằm ở đâu? Cái câu hỏi đó liên quan đến là what do you think about video games? Bạn nghĩ gì về video games trong cuộc sống? Thì cái người trả lời ấy, có thể là người này người ta nói, người ta viết rất là tốt. Nhưng mà khi người ta nói ấy, thì nó bị in my opinion, video games is, well, are an expense, no, not dispense. Dispensable part in life. Vấn đề ở đây ấy, là cái người mà khi đưa ra câu trả lời này, họ cố gắng dùng những cái từ mà họ dùng trong văn viết đưa vào văn nói. Nhưng mà lưu ý là viết thì mình có thời gian mình ngồi mình nghĩ, nói thì không. Và khi chúng ta càng cố gắng làm như thế thì cái phần nói của mình nó trở nên rất là tệ hại. Nó trở nên lùng ca lùng củng, không có độ lưu loát rồi, và không có tính liên kết, chưa kể phát âm sẽ bị sai này nọ kia. Is that right? Cho nên là khi mà bạn giỏi một cái gì ấy, thì bạn hãy tập trung vào cái thế mạnh đó. Is that right? Ý là nếu mà giỏi thực sự cả. Nếu mà thực sự giỏi viết thì cho dù bạn nói giống bạn viết thì bạn vẫn nói được thôi. You can still do that. It's the same. Alright? And don't force yourself. Trong bất cứ trường hợp nào thì cũng đừng gượng ép mình. If you're not sure, don't mention. Không chắc đừng nói, bởi vì không chắc mà nói chắc chắn sẽ sai. Mark my words. And don't ever force yourself. Okay, so today, the only thing I want to tell you through this video is that draw your strength. Whatever you're strong at, just keep using that for your test. Thank you very much, and I will see you in the next video. Goodbye.